ta nói nha bà chị tôi bà đi ruộng rồi bà té dưới mương á cái bớt đồ xong cái bà vô bà kéo nguyên đám ra đi mò ốc luôn cái đoạn này bơi ra ngoài đầu đất đang đổi mương bác mà bà chị của tôi bà bơi cái xuồng xây 180 độ vậy đó bơi mà cái đít xuồng á sao nó đụng qua đầu bên đây nó đụng qua đầu bên kia đều muốn lật xuồng vậy đổi mương xong cái bắt đầu lặn xuống mò còn tôi chưa có mò bởi vì bên hai không có thằng bà đỉ theo nó quay clip giùm ta nói nha ngoài ruộng á mấy con ốc nó đậu lên ba cái sình gì nè ba ốc quấn nó nhóc hết trơn luôn thèm thì ra ruộng bắt khỏi bỏ tiền ra mua ta nói các bạn chỉ cần thò tay xuống sình thôi là ốc dẹm hết chạy xong gì nó có nhóc hết có khi hên hơn các bạn đang mà các bạn đạp ngay con cá nó bơi các bạn giật mình luôn đó các bạn tôi đang làm cái gì đó tôi lấy cái cây tôi trọ vô cái hang coi có cá không có khi có cá thì nó phóng ra đằng mình chụp mình bắt mới bắt được có hai ba ký gì à có con cá gô phi rồi tôi học tôi bắt được đó. đó là trời đoạn này chia hai tôi bá mò dính được con dẹm chà bá lửa luôn không dài năm nữa cái nó một tay một chân nó thành con người luôn <laughs> ta nói nha tôi tôi mò bắt ở dưới cô cháu nó bơi cái xuồng kiểu gì mà tông cho tôi tôi đùng đùng tôi tôi bắt thêm khoảng tiếng nữa thì cũng tầm năm sáu ký gì rồi đó cái bắt cũng nhiều thôi tăng tốc đi vô chứ mới đây có chút xíu mà trời nó chuyển đen hết trơn luôn rồi đó nói xong luôn tôi đang cái chỗ mà tôi đang lòng tiếng là nó mưa luôn á Ta nói nhà mới nắng chang chang vậy đó gió thổi ù ù xong mấy nó đen trời đen đất luôn đây là hành quả nguyên buổi chiều bắt được nè mấy con cá là tôi học hang tôi bắt được á tao nói mò nguyên buổi chiều rồi mạt sức mà ăn luôn